À, báo cáo các bác là hàng mới về, nhưng có một con hàng loa nó đột biến nên em muốn quay luôn, giới thiệu luôn. À, giới thiệu đến quý vị, đây là đôi loa loa cây đến từ nước Đức, dòng loa Đức. Đúng rồi, tuần tí vứt họ mượn cái thước dòng loa Đức. Cái đặc biệt là đặc biệt tại sao? Đây là một đôi loa Đức thiết kế với lại hai bát 25 quý vị ạ. Hai bát 25 một tép. Bên trong nó thiết kế một con súp bát 25 nữa. Tại sao em phải mở cái này ra? Mở để cho quý vị nhìn thấy con bát ở bên trong nữa. Chứ không là bình thường, nếu cứ quay bình thường như thế này thì quý vị sẽ không biết. Quý vị chỉ nghĩ nó sẽ là chỉ có một con bát 25 này thôi, đúng không? Nhưng mà bên trong sau cái con bát này nó còn một con bát 25 nữa. Và chính con bát 25 đấy nó sẽ làm nền, nó đánh súp. Nó đánh súp bát thì đấy, chính con súp đấy nó sẽ thông tất cả, nó thoát ở đây, thông hơi ở đây. Còn đây, đây là hãng tên của đôi loa này. Nó khó đọc lắm. Phonan thì cái gì đây này. Đó, đọc này hộ em này. Lancer 500 này. Lancer 500. Đây, quý vị đọc chi tiết hộ em nhé. Trời nó tối. Đấy. Công suất tối đa của em nó là 240W một loa. Đây là công suất chịu tối đa 240W một loa. Quý vị nhìn rõ hộ em nhé. Đây. Đây, 240W. Được chưa? Trở kháng 6 ohm. Được chưa? Trở kháng 6 ohm. Quý vị nhìn này. Dưới cùng đây, phía dưới cùng đây quý vị nhìn này. Hàng made in này. Được chưa? Made in Germany. Made in loa của Đức. Đây là một trong những đôi loa Đức em thấy nó độc đáo. Độc đáo tại sao? Độc đáo là nó thiết kế với hai con loa bass 25, một con nằm hở bên ngoài, một con hở bên ngoài, một con nằm bên trong. Mặt trước này thiết kế với một lớp nỉ nhung. Tất cả đây là nỉ nhung nhé. Đây nhá. Trên loa tép cũng có chữ dập chữ Poland hay cái gì để đọc méo mồm em chả đọc được tiếng Đức đấy. Đây, trên con tép dập này. Trên con bát dập. Và đây là logo của nó đằng sau quý vị rồi. Những cái này là quý vị về lấy chổi trải đi nhé. Đây là nhung nhung nhá, lớp nhung. Cái lớp nhung này quý vị về quý vị lấy trải hoặc chổi quý vị phủi đi để cho nó theo một chiều, nhung cho nó mềm mịn nó mượt. Đấy. Được chưa? Và sau con bát 25 này, đây em nói luôn là sau con bát này sẽ còn một cái bát nữa. Thì đấy, chính vì thế mà em bắt đầu khui hàng con này ra. Đây được chưa? Đây là đế của nó rồi, đế còn rất là đẹp. Đấy. Sau đây mời quý vị sang đến cái bên này khui hàng. Đây. Đây cái mặt trước của em nó đây, đây là còn một con bát 25 được chưa? Em sẽ nhấc lên cho quý vị này. Bên trong này nó còn một con bát 25 nữa. Đấy quý vị nhìn thấy chưa? Em cũng không hiểu nó thiết kế, đây nó thiết kế kép hai con bát 25 liền. Đây lại thế cơ. Nó kép hai con bát 25. Thì em cũng không hiểu là nó ý đồ của nhà sản xuất nó làm theo kiểu gì. Mà cái con bát 25 ngoài miệng thì lại nó không có lỗ thông đằng sau. Thế mới lạ. Cái này thì các bác theo nhà sản xuất chứ em chịu. Còn đây, củ loa đây quý vị nha. Còn zin bụi luôn. Chưa động một tí gì. Đây củ loa đây. Các bác nhìn hộ em cho nó nhanh. Đấy. Chưa vệ sinh được cái gì đâu. Bởi vì cái dây này nó hơi ngắn. Đấy các bác nhé. Đây hơi ngắn. Nào. Đây em phải nhấc cho quý vị nhìn luôn là nó phải có phải là hai con bát 25 không. Đấy nhá. Đấy. Hai con bát 25. Giá của đôi loa này em không biết vừa báo giá chưa. Giá của đôi loa này là, đây em đã ghi đây. Giá của đôi loa cây này là 11 triệu 9. 11 triệu 9 nhé. 11 triệu 9 đô la Đức này. Đây là đô la Đức. Đấy, đô la Đức giá của em nó là 11 triệu 9. Nó rất là to và cao. Nó luôn là trâu sắt luôn. Thiết kế với hai bát 25, một bát ngoài, bát trong. Loa Đức nhá. Đây là dòng loa Đức, Germany, dòng loa Đức. Đấy. Chưa? Đấy, đây, cho quý vị soi kỹ cho quý vị nhìn lại nhá. Đấy. Một con bát nằm phía trong, hai con chồng kép lên nhau. Chồng kép lên nhau. Đấy quý vị nhìn xem. Củ loa chồng kép hết. Đấy. Được chưa? Bên ngoài này là được thiết kế với một lớp nỉ nhung. Nỉ nhung. Mặt trước. Đấy. Mặt trước và phía nở bên trên. Nửa bên trên thì được chắn. Một nửa bên trên được chắn bảo vệ với một lớp e căng. Một lớp e căng đây. Lớp e căng đây. Đấy. Chắn một nửa loa bên trên. Nửa lớp bê căng.
Đấy. Nhìn đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Lớp e căng em để nhìn chưa? À, con e căng này nó vừa chớm tới cái logo đây, vừa chớm tới cái logo là hết lớp e căng này. E căng còn rất là đẹp. Đấy. Nhá, đây là lớp nhung này, em trải tay đấy, quý vị cứ trải theo một chiều về các bạn trải trải vào. Nó sẽ đẹp mịn hết luôn, đẹp lì luôn. Được chưa? Đấy. Em về em thấy nó độc lạ phát là em phải làm ngay, làm việc luôn. Làm việc luôn. Thật là những con loa thỉnh thoảng có những con loa nó độc, nó lạ, nó hay lên trang, lên sóng ngay. Đấy. Được chưa? À, sau đây em sẽ đo cái kích thước cho quý vị luôn này. À, quý vị nhìn cái kích thước em sẽ đo luôn cho quý vị này. Nha. Này, à, về chiều cao của loa này. 1m02. 1m02. Chiều cao của loa là 1m02. À, chiều ngang của loa này. Chiều ngang của loa 30 phân. Đấy. À, chiều sâu của loa đo luôn cái nóc này cho. Chiều sâu của loa là 30 phân 31 phân, không được 30.05 phân, có nghĩa là cả e căng đấy, nhìn chưa, 20.05 phân e căng đấy, mọi nhìn chưa nào. Đấy, nó quá là đẹp nha. Với những đôi loa này nó khủng bố này, em phải quay ngay, quay nhanh. À, giá của em nó là 11 triệu 900. Đây là đôi loa Đức nhé. Em à, cho quý vị lại. Bởi vì nhiều quý vị đang xem clip trước, xem đến sau lại không kịp xem. Đây. Tên của loa đây, được chưa? Và logo của nó là Strand cái gì 500 này. À, công suất tối đa một loa là 240W một loa. Vậy là tổng của đôi này là 480W. Đôi loa này công suất tối đa. Trở kháng 6 ohm. Được chưa? Trở kháng 6 ohm. Trở kháng của em nó 6 ohm. Đây hàng made in Camry của Đức. Đây. Được chưa? Tất cả logo của em nó đây. Đấy các bác. Ở phía dưới cùng này là một lỗ thông hơi. À, lỗ thông hơi này thì à, các bác à, em chưa lau dọn này đâu. Bởi vì là hàng mới về đến ngoài đây nhá. Về đến ngoài cổng ngoài sân này. Em đã quay luôn rồi, em chưa cho vào nhà. Đấy. Được chưa? Chưa cho vào nhà. Đấy. Được chưa? Ở đây lại khui tiếp hàng. Con này cũng chưa lau gì cả, lau dọn gì cả. Đây là đôi loa Ditton. Ở đôi loa Selection Ditton là đôi loa này là đôi loa của Anh. Đôi loa của nước Anh. Đây. Ditton này. Em lau cho. Ở đây là đôi loa Ditton. À, trở kháng 8 ohm. À, công suất tối đa 80W, độ nhạy 91.5 dB. Ở đây, hàng England. Dòng loa của Anh. Loa của Anh nha. À, những đôi loa như này quý vị à, ghép với lại âm ly Pioneer, một số âm ly đánh rất là tốt, rất là hay. Giá thành cũng rẻ mà hay, nghe nhạc thì khỏi bàn. Đấy. Ở đây, gần lõm. Riêng dòng loa Anh đa số là gần lõm. Con này chưa lau dọn gì cả, dưa vệ sinh gì cả. Đấy. Gì ạ? Chưa lau dọn, chưa vệ sinh. Đấy. Về cái khui thì con nào, nói chung là con này nó em thấy nó hay quá thì em khui nhanh này. Khui nhanh, khui luôn để cho quý vị à. À đấy. Còn là sau đây em cũng xin phép được dừng clip để cho đóng hàng vào thôi, nó trời tối nó mưa rồi. Nhưng mà những con loa nó hay thì phải làm ngay. Nó thích mà, nó thích khám phá hay là phải làm ngay các bạn. Đấy. À, bác nào có nhu cầu thì alo đến số điện thoại là 0911 169 961. À, Tuấn Âm Thanh Phú Thọ à, giao chuyển hàng toàn quốc. Em ra giao hàng tận nhà. Giao tận nhà cho quý vị. Đây. Đấy. Em là tính em cứ nóng hổi là phải ngay, hiểu chưa? Phải mở luôn. Đấy cho các bác xem. Bởi vì là nếu cứ nói bình thường ở bên ngoài thì các bác không có bác nào nghĩ rằng là nó lại có một con loa nằm đè trên chốc, nằm chồng bên trong luôn. Đấy, mở ra để cho quý vị thực tế luôn, để xem luôn. Và đây là đôi loa của Đức nhé, dòng loa Đức luôn. À, một trong những đôi loa Đức mà em thấy nó thiết kế rất là độc và lạ. Mà loa Đức thì từ trước đến giờ là loa Đức, em lấy loa Đức là toàn loa lạ thôi. Mỗi con một kiểu. À, đây là riêng đôi loa Đức này thì lại thiết kế với loa cây. Nhưng lại hai loa bát 25, một con nằm ngoài và một con đánh súp bên trong. Con bên trong gọi là loa súp bên trong. Đấy.
Giá của đôi loa này là 11.900. Bác nào có nhu cầu thì alo em, cảm ơn. Và em giao chuyển hàng toàn quốc, các bác cứ alo đặt cọc. Đây, cây căng còn rất đẹp nhé, em nhấc cây căng ra chưa. Đấy, tất cả từ trên xuống dưới được phủ một lớp nhung nhé, được dán bao phủ một lớp nhung. Lớp nhung này, cái lớp nhung này quý vị muốn nó đẹp, nó lì thì quý vị về dùng bàn chải, chải lì. Đó là toàn bộ clip em giới thiệu đến quý vị đôi loa của Đức. Cảm ơn quý vị.